mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Văn Mai Hương công khai bạn trai yêu 11 năm, tưởng ai lạ hóa ra là người quen. Hậu tan vỡ với Lê Hiếu và Gia Lộc, Văn Mai Hương khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Cách đây 2 năm, netizen từng xôn xao khi Văn Mai Hương ước mở diện mạo bạn trai mới. Thế nhưng bản đi một thời gian, cô chẳng còn nhắc tới người này. Dân tình không khỏi thắc mắc liệu Văn Mai Hương hiện tại đã là hoa có chủ hay vẫn còn độc thân. Cho tới mới đây, hình ảnh Văn Mai Hương lên đồ đôi, tràn trở kề cận một sao nam V-Bit đã thu hút đông đảo sự chú ý của khán giả. Đáng nói, nữ ca sĩ còn thừa nhận đây là người cô đã yêu 11 năm qua. Yêu nhau mới 11 năm chứ mấy, Văn Mai Hương viết, cuối cùng chẳng phải ai xa lạ, chàng trai Văn Mai Hương yêu lại chính là Isaac. Văn Mai Hương quay ảnh gặp gỡ, mặc đồ đôi với Isaac. Chẳng những vậy, nữ ca sĩ còn hào hứng tiết lộ đây chính là chàng trai cô đã yêu 11 năm qua. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả ngỡ ngàng đặt câu hỏi, hai người này là một đôi thật hả mọi người, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ, cho rằng Văn Mai Hương và Isaac rất đẹp đôi. Tuy nhiên trên thực tế, Văn Mai Hương và Isaac chỉ là những người bạn thân thiết lâu năm, không khó để bắt gặp những khung hình đôi thân mật của Văn Mai Hương và Isaac. Văn Mai Hương nói yêu ở đây có lẽ chỉ để thể hiện tình cảm quý mến với anh bạn thân mà thôi. Văn Mai Hương và Isaac là đôi bạn thân nổi tiếng của V-Bit. Hồi năm 2016, khi cùng tham gia vị trí giám khảo trong chương trình Việt Nam Idol Kids, Văn Mai Hương từng lên tiếng nói về quan hệ với Isaac. Theo đó, cô phủ nhận hẹn hò và cho biết Isaac chỉ là một người bạn thân thiết ngoài đời vì cả hai thường xuyên đi diễn chung trong nhiều chương trình lớn. Văn Mai Hương từng phủ nhận hẹn hò Isaac vào năm 2016. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.